trân trọng chào mừng và chào đón tất cả các bác và anh em trên mọi miền Tổ quốc đến với kênh Thiên Nguyễn Audio Hải Dương. Kính thưa các bác, hôm nay thì cũng là một trong những ngày kết thúc của đại lễ mùng 2 tháng 9 các bác nhé. Thì hôm nay là mùng 4 rồi, xin được kính chúc các bác và anh em có những cái tuần mới làm việc đầy hiệu quả, và đặc biệt là chúc cho tất cả các cháu mùng 5 9 vào khai giảng một năm học mới đầy sự nhiệt huyết cũng như là sự thành công trong học tập. Và hôm nay thì cũng xin phép được giới thiệu với các bác và anh em một con radio cassette, có thể nói nó là một trong những dòng được đi vào tiềm thức của rất nhiều người dân Việt Nam và cũng như một số người dân trên thế giới. Nó là những cái con ở những thập niên 80, 90, rất nhiều người mơ ước muốn sở hữu nó, và gần như nó là một trong những cái tài sản kích xù ở những thời điểm đó có thể bằng 2 hoặc thậm chí 3 miếng đất là chuyện rất bình thường. Và hôm nay thì xin phép giới thiệu các bác và anh em một cái con này được giữ một cách tồn kho còn quy thùng xốp và rất là hiếm, thì nó là con gì thì xin phép được giới thiệu các bác và anh em. Dạ vâng, trước mắt các bác và anh em thì đây là một trong những con tôi đang muốn giới thiệu các bác này ạ. Đó là con gì ạ? Con Sáp. Con này có model là VFF939ZP. Em này thì là một trong những con như tôi đánh giá là nó hàng tồn kho, gần như là chủ nhân chỉ sử dụng một vài lần sau đó cất đi vào thùng. Chính vì vậy cái độ giữ của nó là mình không nói tuyệt đối, nhưng giữ được gần như là hoàn thiện của một sản phẩm. Về hình thức nha các bác nhé, tôi đang nói chuyện về hình thức, và chất lượng thì đương nhiên là đỉnh cao rồi, bởi vì cái hình thức nó giữ được tốt thì đồng nghĩa cái việc là sản phẩm nó được bảo tồn tốt thì nó sẽ là quá tốt rồi. Đó là con Sáp VFF939ZP. Con này là hàng đa cầu điện xuất vào thị trường của châu Âu, xuất vào thị trường của châu Âu các bác nhé. Đây tôi sẽ quay chi tiết lần lượt để các bác có thể nhìn một cách rõ ràng nhất, và tôi sẽ chỉ những cái điểm hạn chế ở trên những sản phẩm này hay xảy ra. Thì các bác có thể là đâu đó có những chỗ người ta có quay những cái con này mà nó là hàng còn giữ được cái thùng đấy, nhưng cái sản phẩm nó như thế nào đấy mới là cái quan trọng, và cái sản phẩm như nào nó đánh giá về cái giá trị và chất lượng của sản phẩm các bác nhé. Đây các bác có thể thấy, đây tôi sẽ quay chi tiết để các bác để ý tình. Đầu tiên là khó nhất trên cái đài này đó là cái gì, đó là cái phần mặt nhung phay này các bác này, không ai nói tài cái này được, bởi vì trên này nó có cái chữ các bác này, đấy có cái chữ này đấy, cho nên nếu như là cái này 10 con thì 11 con nó bị xước các bác nhá, khó vô cùng, chỉ trừ những hàng tồn kho mới giữ được cái phần này, đó là cái phần vô cùng khó giữ là một. Cái thứ hai là trên sản phẩm này cũng rất khó giữ, đó là cái phần phim nút này các bác này, phim nút này là những cái con nào mà giữ được phim nút sáng quắc soi gương như này thì đó là những con rất khó khăn, rất khó khăn. Và cái thứ ba ở cái phần này, phần nhôm này các bác này cũng rất hay bị lỗ oxy hóa, các bác lưu ý nhá, rất hay lỗ oxy hóa, và các hệ thống phim nút này các bác này cũng chuyên môn bị oxy hóa đấy, hay bị như vậy nha các bác nhá. Và đặc biệt ở cái phần loa các bác có thể thấy đây, khó khăn nhất là gì, khó khăn nhất là cái phần đường viền âm mạng đây, các bác có thể thấy đây, đây. Đấy, đường viền âm mạng này các bác này không một tí gợn vết nào luôn các bác nhá, đó là cái điều vô cùng khó khăn. Đây các bác nhìn thấy chưa, đấy, không gợn vết soi gương được luôn. Và đây các bác có thể thấy phần trực diện của em nó đây. Và điểm đặc biệt khó giữ nhất ở cái con 939 đó là cái viền loa này. 10 con thì 11 con nó bị lăn băn, bị xước dập, hoặc có những con xước sâu, không tài nào tránh được các bác nhá. Cái đấy nó là dấu vết của thời gian, không tài nào tránh được đấy, mình khẳng định với nhau một câu như thế, không tránh được đâu. Chỉ trừ những con nào hàng tồn kho quy thùng xốp thì mình sẽ không nói đến rồi, bởi những con đấy là nó không sử dụng thì mình không nói đến đấy, sử dụng ít hoặc không sử dụng thì không nói đến. Và cái điểm các bác có thể nhận biết được một con đài nó mới không, đó là gì, đó là cái chỉ này này, cái chỉ này thông thường ở những con đài cũ nó sẽ chuyển sang màu cam màu vàng các bác nhá, nó không còn màu đỏ tươi này đâu. Đấy là cái đặc điểm. Hoặc là cái chữ ở trên đây này, cái chữ đỏ này các bác này, đây này, toàn bộ chữ đỏ này này, ở những con cũ nó sẽ đổi màu. Đấy là những cái đặc điểm tôi chỉ để các bác sẽ thấy rằng một sản phẩm cũ hay mới. Và thêm nữa là cái hàng phím nút này các bác này, phím nút này này, những con đài cũ thì cái này nó chuyển sang màu ngà vàng vàng, các bác lưu ý nhá. Đấy, hoặc cái màu đỏ này các bác này, màu đỏ này này nó sẽ không đỏ tươi như này nữa đấy. Thì đó là một số các cái đặc điểm mà tôi muốn giới thiệu để các bác hiểu rằng một con đài nó còn đẹp thì nó ở có những đặc điểm nào, và phía sau của nó nữa thì tí tôi chỉ cho các bác. Các bác cho tôi xin chút thời gian để tôi sẽ tháo cái xốp ra để quay cho các bác nó cặn kẽ hơn, mình
làm cái gì cũng thế thôi, nó phải là rõ ràng cặn kẽ các bác nhé. Đây tôi sẽ tháo cái xốp ra các bác này. Ok các bác nhé, sau khi tôi đã lắp ghép xong hoàn thiện rồi thì tôi sẽ quay chi tiết để các bác có thể tiện theo dõi. Đây toàn bộ cái phần xốp này các bác này, xốp đây. Con này còn full cả phụ kiện, sách hướng dẫn các bác nhé, sách hướng dẫn, dây cấp nguồn đều là zin của nó hết các bác nhé, còn nguyên bản hết luôn. Đấy, và sách hướng dẫn, sách hướng dẫn zin nguyên bản các bác nhé. Bởi vì cái sách này trên thị trường có rất nhiều cái sách photo thì cái đấy không tránh được. Đấy, như quyền này quyền zin nguyên bản các bác này. Đấy. Đây, tôi sẽ quay một lần nữa chi tiết để các bác có thể nhìn một cách những cái điểm tổng thể đây. Các bác nhìn thấy chưa? Cái phần này là cái phần khó giữ nhất này. Đấy, đường viền đâm mạ của phần loa này. Đó là cái điều vô cùng khó giữ, các bác lưu ý nhé. Đấy. Và cái phần mặt nhôm phay ở phần trên này. Đây, các bác có thể thấy đây. Đấy là những cái đặc điểm cực kỳ khó giữ. Và trên cái phần mặt nhôm phay này các bác để ý tinh này, nó có cái chữ này. Đấy, đấy là cái đặc điểm cực kỳ khó giữ, tôi khẳng định cực kỳ khó giữ luôn. Đấy, đây. Đấy, hoặc là cái phần mặt nhôm này các bác này, nó rất hay bị lổ. Đấy, đây. Các bác thấy không? Nó mới thế này. Và cái tính của tôi các bác biết rồi, quay sản phẩm bao giờ cũng quay ban ngày, quay lúc sáng sủa nhất để các bác chiên ngưỡng cái sản phẩm, chiên ngưỡng cái sản phẩm đó một cách gọi là cặn kẽ rõ ràng nhất các bác nhé. Đây các bác này, riêng cái phần nhặt mặt nhôm này cũng vô cùng khó khăn giữ được như này. Tôi khẳng định các bác luôn, đấy là những đặc điểm của những con tồn kho, quá khó giữ được những cái đặc điểm này các bác nhé. Đấy, phím nút các bác nhìn thấy chưa, nó mới kính con như này cơ mà. Đây các bác có thể thấy equalizer của nó này, mới kính con. Đồng hồ không một tí nào bị lem các bác nhé. Cái này rất hay bị lem đồng hồ. Đây là cái đặc trưng của nó. Ok, phía sau của sản phẩm đây, tôi sẽ quay các bác phía sau sản phẩm. Các bác đã xem sản phẩm thì tôi sẽ chỉ các bác xem cặn kẽ. Đây, đây là phía sau sản phẩm các bác này. Đây là phía sau sản phẩm các bác nhìn thấy chưa. Đấy, phía sau sản phẩm đây. Nếu như con đài nào nó mới thì các bác có để ý tinh này. Thường là cái ổ này, này. Đấy, nó phải giữ được mới. Đấy, đây các bác nhìn thấy chưa, các cái ốc này nó phải mới, còn nó đã han gì thì tức là máy rất cũ. Mình nói gì nói, cái đặc điểm này là đặc điểm một cách cụ thể của đương nhiên anten rồi, anten zin nguyên bản thì nó phải mới kính con rồi. Đấy, các bác nhá, anten zin nguyên bản, cái chữ này còn mới nguyên này các bác này. Và đây là model của sản phẩm Nguyễn Sơ Di đây ạ. Đấy, VKF939Z BK, và đây là cái số Sơ Di sản phẩm các bác này, 6954 các bác nhá. Đây, và cái đặc điểm này các bác cũng phải nên quan tâm, đó là cái phần lắp pin. Lắp pin của sản phẩm đây các bác này, nếu như cái nào nó oxy hóa là cái này nó sẽ han hết này các bác này, nó cũ nó sẽ han hết. Đấy là những cái đặc điểm rất có thể nhận dạng được. Đấy các bác nhìn chưa, những em này thì như tôi đánh giá thì mọi cái nó là kính keng rồi. Đấy. Ok, đó là cái phía sau của sản phẩm các bác nhé. Mình xem cái gì cũng thế phải xem cặn kẽ. Và những cái đặc điểm này là các bác sẽ để ý, những con đài là nó cũ chỉ nhìn cái đặc điểm này sẽ thấy ngay, rất dễ thôi, không có gì là khó khăn hết. Đấy là những cái đặc điểm dễ dàng thấy được con đài là cũ các bác nhé. Ok, đó là cái phần hình thức của sản phẩm các bác nhé. Cái phần tay của nó thì thôi rồi, tay của nó thì nó là không tỉ vết rồi, các bác lưu ý nhé. Tay của em nó đây. Đây phần bên trên thì các bác này, trên cũng không có tí xước dập, các bác để ý tinh này, không có xước dập. Đấy, thông thường những con này rất là bị xước, nhưng con này không có tí xước dập mà luôn. Các bác thấy nó giữ khủng khiếp chưa? Đấy, không có tí xước dập mà luôn. Thì đấy là những cái đặc điểm để các bác có thể nhận dạng được những cái sản phẩm nào thực sự là nó còn mới và sản phẩm nào nó quá cũ rồi. Đấy, tôi nhấn mạnh thế để các bác lưu ý giúp ạ. Bởi vì là thực ra các bác bỏ đồng tiền ra để mua được những cái sản phẩm ưng ý là nó cả một vấn đề. Các bác lưu ý nhé, cả một vấn đề. Rồi, giới thiệu sản phẩm thì cũng đã giới thiệu rất là kỹ rồi. Tôi sẽ cho các bác xem thêm ở cái phần đó là phần cửa văng. Đây, các bác nhìn chưa, những cái con đài mà nó còn đẹp đấy thì các cái phần cơ này, đấy nó còn sáng quắc xương gương như này, đầu từ không mòn, các bác nhìn chưa. Và tất cả những con này bánh tì zin hết các bác nhá, bánh tì zin hết 100%. Đấy, thì đấy là những cái đặc điểm mình có thể nhận dạng được rất là dễ. Và tôi cũng xin phép được test trên một cái cuốn băng băng in này, tôi đi tôi lại nhiều nó hay bị sổ băng in để các bác sẽ thấy được cái sản phẩm nó như thế nào. Đây, đầu tiên là tôi sẽ thử cái phần cắt xét trước các bác nhá. Đây,
Các bác nghe thấy chưa? Đầu tư nó như thế cơ mà, như mới tinh. Chiều nay các bác thấy nhà thấy sướng tai không? Đấy, những con đài nó mới, ngoài cái vấn đề mình đẻ nó đẹp rồi, nhưng cái tiếng nó hay, bởi vì từ nó còn mới nó lét. Còn những con đài nó cũ thì cái đầu tư nó mòn vẹt rồi thì nếu là tiếng nó hay được. Đây đầu trâu các bạn này. Chiều nay tôi thử cái tính năng tìm bài, chả biết nó có còn không, cứ thử thôi. Cũng có thể còn. Ok, vẫn tốt các bạn em. Đấy, tính năng tìm bài đấy ạ. Đây là tìm bài đi này các bác này, nó có tìm bài tiến và lùi. Không, nói chung đã tìm bài được, lùi là đi nó sẽ là bình thường. Đấy các bác lưu ý nhá. Mình thử đây mà, thử các tính năng, bây giờ tôi đi tôi lại hay sổ băng lắm. Vẫn tốt các bác nhá. Ok, thì đó là các cái tính năng cần thiết nhất của một cái đài. Các bác lưu ý nhá, tôi sẽ thử sang cửa bên bên này. À, và một thêm một cái đặc điểm nữa các bác để ý tinh, thường có đài mới đấy thì cái công ty mét nó cũng sẽ mới này. Đấy, công ty mét nó sẽ mới này. À, nó không bị mờ, mình phải nói thế chứ còn không phải là cái số nó không bị mờ. Các bác nghe tiếng nó sướng không? Con này nó có equalizer các bác này, nó có hệ thống equalizer trên cái tiếng của nó rất là hay. Nó có hệ thống equalizer, tiếng nó rất là hay. Vài lời về thăm người yêu bé nhỏ. Từng anh đến thăm. Anh nói yêu em. Và thực sự các bác là nghe những con này hết được chấm, phê luôn. Thực sự là phê luôn. Đấy, bởi vì thực ra những thập niên 90 tôi đã sở hữu những sản phẩm này rồi. Cho nên là thực sự là tôi nghe nó ngất ngây lắm. Không biết các bác thế nào chứ các bác nhiều bác cứ bảo là mua cái đài thì mua cái dàn, nhưng thực sự các bác cái dàn nó không có giá trị gì, nó chỉ để giá trị để nghe thôi, không có giá trị sưu tầm. Nó thật sự các bác thế, nhưng cái đài nó cái giá trị của nó là giá trị sưu tầm. Đây công ty mét vẫn chạy bình thường các bác này, đây đang chạy lùi này. Đó, chạy bình thường nhé. Ok, để nói là tính năng con này thì nó chạy hoàn hảo rồi, bởi vì tôi đã kiểm tra rồi. Thì đó là cái phần cassette của nó các bác nhá. Tôi đi tôi lại đều bình thường các bác này. Đây các bác nhìn này, tôi đi này. Đấy. Tôi lại này các bác này. Đây này. Chạy bình thường các bác nhá. Các cái tính năng tôi đã kiểm tra rồi. Đấy, tôi đi tôi lại rồi đảo chiều vuốt các thứ bình thường hết. Đấy. Cái này nó là cái phần mặt nhôm phay, cái cửa băng các bác này. Đấy, cái phần này cũng là nhôm phay. Cho nên cái này rất hay bị lỗ. Những con nào cũ các bác để ý tính những cái này rất hay bị lỗ. Thì trừ những con mới thôi. Toàn bộ cái táp của con này là toàn bộ chỗ nào cũng nhôm hết. Toàn táp nhôm hết, đây kể cả cái này là táp nhôm hết. Thế cho nên cái con này nó chuyên gian nó bị lỗ. Thì các bác phải hiểu rằng nó theo cái giá trị của đồng tiền. Mình nói thẳng với nhau thế. Những cái hàng nguyên thùng xốp thì mình không bàn cãi đến độ đẹp của nó rồi. Quan trọng nhất là nguyên thùng xốp và những cái con nó có sử dụng hay không sử dụng, ít hay nhiều. Đó là cái điều quan trọng. Ok, đó là phần cassette các bác nhé. Cassette rất là ok các bác này. Cassette rất là ok nhé. À, tôi sẽ thử các bác cái phần radio. Đây, radio nó đây. Gọi tới tổng đài tư vấn miễn cước là 800-1041. Và ngay bây giờ quý vị cũng có thể gọi tới tổng đài tư vấn miễn cước 1800-1041 của chương trình để có thể nhận được sự hỗ trợ và tư vấn trực tiếp từ bác sĩ trong chương trình ngày hôm nay. Không thể đàn hơn, chết mà đục. Là để cho con. Dù mỗi tình thù càng thêm vui, đôi con đầu xa. Cũng khoa học và công nghệ, hiện không chỉ Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia mà Quỹ Phát triển Khoa học. À, tôi chỉ thêm cho các bác để ý tinh khi mua, các bác mua cái con đài W9 và 9 này nhé. Đó là cái con này thì nó có rất nhiều phiên bản khác nhau. À, có một cái phiên bản cũng xuất vào châu Âu nhưng nó xuất riêng cho thị trường của Nga. Thì cái FM của nó là chỉ
Có đến 74 là hết rồi các bác nhé. Còn những con sản xuất xuất vào các cái thị trường của Đức, của châu Âu thì nó bao giờ nó cũng sẽ có từ 88 đến 108. Các bác để ý tinh nhá. Và cái mặt sóng của cái con này nó sẽ trắng, còn cái mặt sóng của con kia nó hơi ngà ngà bằng vàng. Đấy là cái hai cái đặc điểm để các bác để ý tinh. Khi mình mua cái sản phẩm 939 này, nó không có một phiên bản đâu. Nó rất nhiều phiên bản khác nhau, các bác lưu ý giúp nhé. Cũng là của Nhật Bản thôi, mình phải nói thẳng là nó đều là hàng của Nhật Bản, nhưng nó xuất do cái thị trường người ta đặt như thế. Đấy, nó đều là hàng của Nhật Bản các bác này. Đấy, đây này. Đấy, những cái con này xuất vào thị trường, đây các bác có thể thấy đây. Xuất vào cái thị trường này là thị trường hình như của Colombia hay là Nga hay gì đấy. Đấy các bác nhé. Nhưng cái quan trọng nhất là cái con này xuất vào cái thị trường này là thị trường FM full 108. Có những cái con này nó không full 108 đâu. Đấy, tôi nói nhấn mạnh thế để các bác lưu ý nhé, chứ không phải là cái con này có một dạng kiểu đâu. Đó là phần FM các bác này. Con này có tất cả đến 4 băng sóng, bởi vì những hàng xuất vào châu Âu thì bao giờ cũng có 4 băng sóng các bác nhé. Đây là băng FM. Thu nhập tính thuế thu nhập năm theo như nội dung của định hướng sửa đổi trong nghị định. Rồi này, đẹp sẵn rồi, sẵn luôn rồi. Thì mình sử dụng giải pháp là dùng Android Box. Đó, chỉ cần cắm vào là ngay lập tức màn hình zin của xe trở thành màn hình thông minh. Đấy, đồ chơi cho ô tô trên thị trường bây giờ thì nói thật là cũng không thiếu đâu. Quan trọng là mình muốn cái sản phẩm nó phải an toàn chất lượng, công nghệ AI mới, tính năng hay. Thì tôi nghĩ là mình nên chọn xe Tech. Nói thì chẳng hay, tôi chưa trải nghiệm thực tế làm sao mà biết uy tín hay không. Uy tín hả? Họ là hãng màn hình ô tô đạt tiêu chuẩn xuất Mỹ mà anh. Equalizer của nó chạy hoàn hảo các bác nhé. Và không có sọt sẹt bất kỳ gì. Ở cái đài này nó không có cái chỗ nào gọi là sọt sẹt đâu các bác lưu ý nhé. Đây là cái đặc điểm. Anh cứ khảo sát thực tế đi. Qua những hội nhóm trên trang mạng xã hội người ta biết đến rồi. Rồi, bằng sóng ngắn này các bác này. Sóng ngắn thì một ngày này không có. Ok, tôi thử qua rồi. Hội tự động hóa Việt. Em chưa giá cả tiếp cận không? Chế độ bảo hành hậu mãi ra sao nữa chứ? Ngoài ra thì con này có cả đường line in các bác này. Line in thì con này có cả follow và line in các bác nhé. Cái này chạy bình thường rồi. Tôi không có thử thiết bị vào thôi. Đó. Thì đây là một trong những con tôi khẳng định rằng bác nào sở hữu được con này thực sự là những người may mắn. Bởi vì tôi không dám tự hào, nhưng tôi khẳng định rằng tôi là một trong những người ở Việt Nam bảo dưỡng kỹ nhất. Tôi khẳng định luôn, rất ít chỗ nào có thể bảo dưỡng kỹ bằng chỗ của tôi. Tôi khẳng định luôn. Các bác cứ để ý tinh nhé. Tôi nói là các bác để ý tinh, nhà nói là nó có cơ sở, chứ không phải mình cứ nói để mà mang chất là gọi đấy các bác đâu. Không có đâu ạ. Tôi bảo dưỡng rất kỹ lưỡng. Tất cả những cái vị trí tôi bảo dưỡng, các bác để ý tinh, những cái khe khóc không có chỗ nào là tôi không bảo dưỡng. Bởi vì tất cả những con này tồn kho rồi nhưng tôi vẫn phải bảo dưỡng lại các bác nhé. Đây là cái đặc điểm của nó. Ok, thì sản phẩm cũng đã được quay rất là chi tiết rồi. Tôi xin phép được quay lướt lại một lần nữa cho các bác nhìn một cách cặn kẽ hơn, đúng không ạ? Cặn kẽ hơn. Đây, các bác có thể thấy đây. Tôi sẽ quay lướt một lần nữa nhé. Đầu tiên là phần trên này các bác này. Đấy, phần trên các bác để tinh này, không có vết sức răm đâu nha các bác nhé. Đây này, các bác nhìn thấy chưa? Đấy, sáng bóng xoay gương chưa? Đấy, nó phải mới như này này các bác này. Thì con này khó lắm. Riêng cái phần này là cái phần đừng có ai chém chuối đây, khó vô cùng luôn. Có điều thôi, mình phải chấp nhận là tiền nào của đấy thôi, chứ không bao giờ có chuyện là ấy được. Đây các bác này, đó mới chưa. Đây các bác nhìn thấy trên, không có sức răm nữa nhá, không có tí sức răm nào hết. Đấy, mới chưa. Tất cả luôn các góc cạnh các bác nhá, tất cả các góc cạnh luôn. Đấy, đều kính quang luôn các bác, để ý tinh này, nó mới này mà. Đấy, mới chưa. Đây, phần mặt tiền này các bạn này. Tôi quay cận lắm. Các bác đưa ra cái màn hình 65 inch, 75 inch nhìn được hết. Cái yếu điểm hạn chế thì nhìn được hết ngay, chả khó khăn gì đâu. Đây, khó nhất cái phần mặt nhôm này các bạn này. Và cái phần nút này khó lắm, cái này khó vô cùng luôn. Bởi vì nó cái mặt nó chìa ra này, nó chuyên ra hứng bụi các bạn. Chính vậy là những con nào mà nó để ngoài thì thời gian sau nó oxy hóa hết. Ok, đây phía sau này các bạn, quay lại cho các bạn ở phía sau. Đây. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Từ cái ốc ác của nó này. Mới thế cơ mà. Chữ nghĩa này các bạn này. Đây, một đèn thực phẩm đây.
939Z các bác nhé. Đây, Suzuki đây. Và Mazda Japan đây, các bác có thể nhìn thấy chữ chưa? Đây, Mazda Japan ở đây này. Đấy. Ok, con này là cái phiên bản nó đóng chìm, có phiên bản nó đóng dán tem các bác nhé. Con này phiên bản dán chìm, đóng chìm chữ. Ok, sản phẩm thì được quay rất chi tiết cũng như là test tính năng hết rồi. Thì bác nào quan tâm đến sản phẩm này thì các bác có thể liên hệ để chúng tôi có cái hướng hỗ trợ cho các bác báo giá chi tiết và hình thức thanh toán. Các bác lưu ý rằng những cái sản phẩm hàng thùng xốp này nó là cái sản phẩm người ta hay mang đi biếu đi tặng. Chính vì vậy tôi rất hạn chế báo giá, các bác để ý tinh. Còn thực sự các bác nào có nhu cầu thì các bác có thể liên hệ. Chứ còn bây giờ nhiều các bác cứ đòi những cái sản phẩm hàng nguyên thùng xốp người ta mang đi biếu đi tặng mà cứ báo giá thì nó rất là dở. Đấy, nó rất là dở cho những cái người ta mua. Cho nên các bác thật sự thông cảm, mình thông cảm cái vấn đề đó. Mình có nhu cầu mình cứ alo, và các bác nháy tôi cũng có thể gọi lại các bác bình thường. Đấy thì tôi cũng nhấn mạnh thế để các bác mình thông cảm nha các bác nhé. Rồi xin chân thành cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video. Xin chào các bác và hẹn gặp lại tất cả các bác trong video tiếp theo nhé. Xin chân thành cảm ơn các bác nhé. Xin chào các bác ạ.